Cần cây xài nè, hoa cây nào cũng đem theo. Nó đem về rửa lại. Tạo được con bia. Đi ra cắt một ít lá dứa vô để hấp xôi. Gà nó ưa quá trời, nó mổ cái lá đứt 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 lá hết à. Cắt ở ngoài đi chừa cái đọt cho nó lên. Nó dứa vậy mà gà nó ưa quá trời. Nó cắt đứt 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 hết trơn. Rồi thôi bao nhiêu này đủ rồi, mình đem vô rửa. Xin chào cả nhà, đã trở lại với kênh quê nhà có mẹ của mình. Hôm nay mình làm cái món bánh chuối nếp nướng nha cả nhà. Ở đây mình có chuẩn bị 4 nải chuối nha cả nhà. Rồi 2 trái dừa để mình vắt nước cốt. Với nếp, nếp này mình ngâm, mình rút rồi mình để qua cái gỗ cho nó ráo để mình hấp. Ở đây mình sử dụng 2 kg nếp. Rồi có lá dứa để mình hấp với nếp, hồi mình thắng nước cốt nữa cho nó thơm. Giờ mình đi bắt nước lên để mình hấp nếp. Rồi mình bắt son lên để mình để nước vô mình hấp nếp. Rồi giờ mình đổ nước vô. Rồi mình đậy nắp lại.
Rồi giờ mình chảy cái miếng khăn the lên cái sửng để mình hấp nếp. Rồi ở trong nếp này mình hấp lá dứa mình sôi cho nó thơm. Rồi, nếp mình rút nãy giờ. Đổ vô. Ốc mấy cái lỗ vậy cho nếp nó lên hơi nó mau chín. Giờ mình để ít lá dứa lên mặt luôn. Nếp mà cái gì hấp mà có lá dứa thơm lắm. Dài ngắt ra. Giờ hai cô cháu mình lột chuối Bi ơi. Dạ. Chuối này chứ coi con coi. Làm sao cô Tư? Đây nè coi cô lột nè, lấy chỉ rồi ra, trái nào nó hư thì bỏ. Cái này nó nhiều chứ sợ nó chín mùi nó có hư trong này nè. Cặp này ha. Bẻ nó vậy nè con. Bẻ vậy nè, cô Tư bẻ vậy nè, đó nè. Để bẻ nha. Ừ. Bẻ vậy lấy hả? Nè, gấp bỏ đây. Ừ, bỏ vô đây đi rồi xong đi rồi cô rửa đồ lại rồi cái rồi cho nó sạch sẽ, nó không có bị đen tí chút. Đẹp. Tôi có cái chỉ thì mình lấy ra. Mình cắt bỏ. Không, nó không có gì thì ăn được con, cái trắng ăn được, cái trái này chắc thôi để riêng đây đi. Hồi nữa mình để ra cho cá ăn, cái nào mà nó bị hư thì cho cá ăn. Để bên đi. Đó cái chỉ vàng đó con lấy ra đó, đúng rồi. Đó ừ. Hồi nó bị đen. Chuối gì cô Tư? Chuối sim. Chuối sim. Chuối sim. Con thấy vậy mà nó cũng còn hơi cứng nha. Mình lọc khoảng bao nhiêu trái cô Tư? Để lên hồi đếm coi. Để cho 40 trái gì đi con. 40 trái. Lâu lâu làm lần cho nhiều nhiều ăn. Dạ. Rồi vậy để em không thì chị lột chuối giùm Bi đi, em lại em coi em hấp cho. Ừ, nước sôi quá rồi. Rồi mình đẩy nếp lên hấp. Rồi đẩy nắp lại. Rồi giờ mình lấy dừa mình đập. À, đập đây không biết có bể bậy không nữa. Thằng Khoa đập hay quá. Ồ hay. cũng ngon quá nè. Thank you.
màu ở trái này. Mình lớn mình nhỏ khó nạo quá. Cái này nó cứng cại, vỏ xanh mình đặt mình để riêng lấy nước. Chợt một còn được, sợ nó bể bậy. Miếng dừa này ngon quá. Rồi. Để lấy bằng nạo nạo dừa. Chuối mình rửa xong rồi mình để vô thau. Rồi mình cho vô đây 3 muỗng đường. Trộn lên. Rồi giờ mình dắt nước cốt dừa lên. Mình dắt nước ấm mà mình nhồi cho nó ra nước cốt nhiều. Không nước lạnh cái nó không ra nước cốt. Giờ cái này mình nhồi mình dắt nước cốt để mình để vô nếp cho nếp nó mềm. Rồi chị hai nạo dừa tiếp nữa, hồi cái mình thắng nước cốt. Mình ăn với chuối hay nếp nướng. Rồi. Rồi mình cho vô đây nửa muỗng muối. Cho vô 1-2 muỗng đường. Rồi vậy lên. Rồi dở coi nếp chín chưa. Cũng ngon quá rồi. Nếp này nó chín sòn sòn mà. Rồi mình rưới nước cốt vô cho nếp nó mềm. Rồi mình xới đều lên. Rồi rửa thêm ít nước cốt nữa. Rồi mình đẩy lại. Rồi ở bên này mình nhóm lửa mình đắp chảo lên để rang đậu. Chút ăn với chuối anh. Chuối nướng. Rồi mình đẩy muối vô. Cái đậu vô. Rồi sôi chín rồi. Rồi nhắc sôi xuống. Rồi sôi chín rồi. Mình đổ ra cái thau. Rồi giờ chuối với nếp mình cũng chuẩn bị xong rồi, giờ mình quấn lá chuối để mình nướng. Em mình quấn chuối hai ơi. Giờ đây em làm gì nè ha. Đó, chị bóp cho trẻ chặt chẽ lại rồi để xuống miếng lá chuối.
băm ra cho nó vừa trái chuối á, cũng vừa vừa mỏng mỏng thôi để nếp nó dày quá nướng nó lâu. Lần đầu tiên làm cái món chuối nếp nướng. Trước giờ mua ở chợ người ta làm sẵn cho ăn không à. Bữa nay mình làm cho nhiều mình ăn cho đã thèm. Cô Tư cho con ngồi coi học nghề đúng không cô Tư? Được, coi nè cô Tư làm nè, rồi mai mốt mà biết làm nha. Lấy trái chuối. Nhưng mà có bánh tét quá hả? Đây. Cái này hay để em ốp lại cho chị coi nghe, chị làm nếp hơi dày hơn của em đó, mỏng mỏng ra chút đi. Rồi. Nhà có khó không cô Tư? Thầy con, nè cô Tư làm nè. Ốp vô cái chuối vậy đó. Nắng mình sửa lại. Sao mình làm nó dính vậy? Chị coi em nè, rồi đó mình để vô cái lá chuối này mình lăn đi. Mình lăn mình sửa lại. Mình nếp thơm à, quá. Chị lấy cái rồi chị hai làm nãy rồi. Để đi, từ từ có kinh nghiệm lại chị sửa lại đi. Chị không được thì chị sửa lại đi. Làm chứ quen tay đó. Em làm nè, thấy ngon không? À. Rồi, mình lấy miếng lá chuối này. Nè, bọc cái đầu lại. Rồi mình thêm miếng nữa. Xé cho nó vừa. Cái ợt nè hai ơi, chứ đâu có gì đâu, hồi nữa mình nướng cái mình gỡ nó ra. Rồi hai cái đầu này nó nhiều quá mình xé bớt lá ra. Vậy mà cũng khó đi lấy cho cô Tư cái kéo rồi đi. Dạ. Lấy cái kéo cô Tư cắt lâu rồi cho nó gọn không á. Cái này là sao? Đó chị xé này ha. Xé này, xé. Ừ đúng rồi. Nè này mình làm gì cho nó gọn chứ nói vậy chứ cho nó đẹp chứ hồi nữa đốt nó cũng cháy hả? Nướng nó cháy hết à. À được cho mình hỏi rồi đó coi. Của chị hai là cao hơn của em. Người cao thì làm cao, mà người lùn thì làm lùn à. Đó. Mình bóp nếp này cho nó chặt chẽ ra thôi. Mình banh nó dính, nó kết dính nhiều. Ôi trời, người ta nướng vàng tươi thấy ngon. Nó thèm, nay làm ăn cho đã thèm. Mình chưa biết mình không có bóp nếp. Giờ này em bóp này nó dính nè, nó còn ấm ấm đó, cho nên nó dính hơn, nó bụi quá, nó không dính bằng cái nhựa, nó không dính. Nó dính bằng nếp này làm như nếp cũ, nó hơi khô. Bó xong rồi làm gì nữa cô Tư? Bó xong rồi mình nướng con. Nướng rồi cô Tư mới đi thắng nước cốt á. Nãy cô gan đậu phộng đó, con xẻ đậu phộng đó là ăn chút mới ăn đó. Nếp cốt. À, chuối nếp nướng đó. Nhưng nó mắc thiệt. Mình mới bóp lại. Hai chị bóp vậy ha. Cái còn cái đầu này nó hái nè, cái chị bóp tới vậy nè nó ra hơi. Nó ra hơi xong rồi cái chị bóp lại, chị ép lại nó dẻ à. Rồi lấy miếng lá chuối nè. Mình quấn mình ấm mình sửa lại. Thấy người ta ăn rồi làm theo chứ cô Tư chưa có làm bằng cái chuối nước này đâu. Công phu quá con. Nhìn giống cái bánh tét nó hơn Tư. Cái chuối
Nếp. Chuối nếp nướng. Ôi, có hai loại cũng được kìa cô Tư. Ừ. Từ từ nó cũng quen con. Từ từ mới lần đầu mà cái gì cũng vậy, mới lần đầu làm nhìn đó chứ. Nhìn nó hơi ú nù. Vậy chứ cô hai cũng cao hơn cô. Cái gì cũng vậy, từ từ. Chút mình nướng là cái vỏ nếp nó giòn. Mà nó nướng cái nếp nó giòn mà nó vàng. Nướng lửa than nó ngon lắm. Cơm chén. Đẹp chứ mi đó chữa là hay sự đè cái này là chị ấy cho nấy lại chị bóp cho nó không có bọng lại chuối nếp nướng đẹp rồi đó cô hai có gì đâu khó từ từ hồi quen tay làm được cái gì. Như là người ta làm thường ngày thì người ta quen, người ta biết ý rồi mình mới lần đầu. Rồi từ từ cũng được. Thêm miếng lá chuối nữa. Nói hai không cắt cái này cho nó gọn. Giờ làm thấy cho nó đẹp chứ hồi nướng nó cháy hết rồi. Còn trái chuối không mà lòi ra trái chuối không à. Một trái. Rồi đây, được một trái nữa. Thì chị hai cũng được rồi nè. À, được 4 trái rồi đó. Kệ mình nắng đại tới đi, được nhiều được thôi. Lựa cái lá chuối đẹp đi, lá chuối dài đi quấn cho nó. Lá mấy cái này ngắn quá. Để làm lá bịch đầu đi. Không, ừ, lá bịch đầu cũng được nó đi. Nó còn nóng này nè, bóp nó dễ giặt rồi. Ừ. Làm hồi có kinh nghiệm mà, mới đầu tiên chưa có biết. Cô lên cô này, cô quá trời luôn, thao chuối luôn. Làm hết thao chuối, hết thao nếp nghỉ. Hỏi gì vô con thử làm. Ừ, muốn thì con lấy ba tay. Sợ làm không đi. Thì từ từ, nó quen cái gì con. Nắng đi, nắng cho nó mau rồi. Để xem con hay làm mấy trái nha. Tư này làm được lắm, mốt làm bán nha cô Tư. Hôm qua con phụ bán. Ừ. Thấy dần trường con bán nhóc chân. Bán hai cô với cô hai làm bán chắc thôi lỗ luôn á. Làm chậm quá, một ngày mới được á, nhiêu đây à. Mối luôn. mối ăn hả? Nè, nó ốm lại cho nó hồ quá. Hồi nó ú quá, cái miệng nó cứ ú rồi, có một chút xíu à. Giờ như thấy miệng rộng. Nếp này con tôi hấp nhiều thơm. Cơ để nước cốt. Để nước cốt vô. Để nước cốt vô cho nó vừa ăn luôn nè. Đi học có ăn chú nước nè không Bi? Không, cô thấy mà con. Con mốt ăn được đây rồi gì nè. Chuối nếp nè ăn đâu có gì con. Chuối bán lề đường á. Sao làm cũng ngon. Chuối nếp nướng đâu có gì đâu. Nó thấy rồi mới mốt mà biết rồi dạng ăn nè. Bữa nay cho ăn đã luôn. Hấp nhiều nếp nhiều chuối này ăn đã luôn nè. Quá trời. Lăn lăn. Chứ cô hai nắng nhưng bánh tét đồ hay lắm á. Cô hai gói bánh đồ hay lắm à. Con biết gói bánh ít à.
Biết không, con biết gói không? Dạ biết chứ. Biết hả? Để bữa nào cô cháu mình làm. Cô cháu là mình gói bánh ít. Rồi, vậy là bữa nào gói bánh ít ăn bia. Dạ. Ăn bánh chiên mà. Vậy hả? Rồi, vậy rồi bữa nào cô làm bánh tôm thịt cho ăn. Dạ. Thịt gì làm nấy à? Đâu, ừ, quên. Có cái bịch đầu á, nướng nó mới ngon. Từ từ nướng nó chín rồi cái này, nó vàng chứ chú. Cô hai quên luôn. Kỳ kỳ. Thiếu. Rồi, đây xong một cái nữa. Cho nước than lận nướng nha. Dạ anh đốt đi, anh đốt lận nước lận đi. Em chị hai nắng. Cái đi phụ diễn tư chắc. Nó ngủ với nó khô. Con bưng ra cho Diễm Tư nướng đây. Để có cái mí ở nhà anh. Anh lửa đây con để đây nè con. Đó, cái mí anh để nặng dưới là để anh thôi trên bung á. Lấy cái mâm mới vô. Hộp lá chuối quá. Chở liên tục nha Tiên. Mm-hmm.
nắng quá rồi anh ơi, lấy cái nón lá đưa dụng tư cái đội đi đi. Nắng quá rồi, con có nắng quá rồi. Còn nắng được. Dạ không, con ngồi trong máy này. Khải đúng không dụng tư? Nhà con tư ai cũng có cái nón lá hết. Chứ ở đây mà, ở vườn mà đi ra đi vô nắng trời nắng dữ lắm. Con đỡ nó mát, con ra đi vô. Thôi con xây xây chiều đó, con xây chiều ngược đó, nó lọc cho hết rồi. Con thấy xây vậy đó, đúng rồi, là nó xếp lại mà. Rồi con ơi. Lấy sức chiêu hiện tại mới dựng được mà. Để mình bột cái mình nướng lại một lần một à. Cầm đây đánh nha. Dạ. Không quá. Lên lột đi ơi. Dạ. Rồi đây con ơi. Phụ đi. Gắp đi anh. Rồi con gắp đi coi bụi bặm nè. Rồi. Bị dính quá. Dính rồi, dính rồi. Ngon quá. Nhưng còn cháy quá. Cái này hồi chất giòn lắm. Wow. Rồi, để lên đi con. Gấp đi con. Ôi, còn dính gì. Rồi, gấp ra đi. Ngon quá. Cái lá chuối thấy đây rồi họ mình cạo lại rồi lại lên đi rồi mình cạo lại bỏ nó đi nướng rồi họ cạo lại cái gì. Tiếp đi con ơi. Dạ. À, cho nó giòn đi. Để xíu đi con phụ nướng nữa. Đây. Ôi giết rồi điện tư ơi. Để một lát rồi hả? À, nó chở bề nó, để chở sớm quá cái nó bị ngã ra, nó bị rớt ra. Nhiều công đoạn.
gọi ra đây. Chết nhìn tư ơi, mưa tới rồi nhìn tư ơi. Mưa rồi chạy ra rồi tới đây rồi. Nước cái này mà có một chuyện mưa này, gió mát quá rồi. Không lạnh mà không nóng. Hồi nó khô nó rớt cả hả? Có nước cốt dừa nữa đó. Hai dưỡng cháo nướng được không? Được rồi, lên màu đẹp rồi ha. Ngon rồi. Từ từ đi, từ từ cho nó chín cái chuối. Rửa từ từ vậy đó nó ngon nè. Xíu nữa vừa rồi luôn. Rồi sẵn rồi đang nướng thêm mẻ nữa. Trời, chuyện mưa rào cái hết trơn rồi. Nó vàng đắp vòng cái trái này chín rồi. Nãy thấy bụi dây ha, rồi để vô đây hồi cái nó bị khô nó rớt cho hả. Cái này mình đi từ con cắt lớn nó rồi. Ủa nó chờ gấp đại ngán không gấp con ừ gấp ngán cu giờ mình bắt lên mình nấu nước cốt rồi mình cho vô nửa muỗng muối vô đây 4 muỗng đường tại cái muỗng nhỏ quậy lên. Rồi mình để lá dứa vô trong nước cốt này cho thơm. Con bít bột quậy mới được cho nó trâu. Rồi giờ mình chế nước cốt nhất vô. Rồi giờ lấy dĩa nè chia ra rồi bánh đó thì cắt ra chị hai ơi. Nè chia ra chị Nhi nè. Nó cắt đi. Đây cái muỗng thì để vô cái tô nước cốt đó con, rồi cái ăn cái con mút con trang, rồi cái muỗng mình ăn là riêng. Đây chia ra đây hai cô cháu rồi một cô tì đây mẹ để đây đây xong làm bánh từ hồi sáng tới giờ đó. Rồi giờ để lấy cái kéo này lấy bánh hai. Đây cô hai lấy cho con nè nha.
mà anh thích cái mềm mềm phải không? Cái nhỏ nhỏ. Cái nhỏ. Vậy thôi này em để này cho anh nè. Nguyên lẫn cái thôi, lẫn cục thôi. Lẫn cục. Ừ. Để nhiều quá cái. Về được không? Ngon quá. Ồ ngon. Ồ giòn. Ngon. Cũng chắc làm tư được rồi. Gọn gọn đi cho dễ ăn anh ơi. Trời ơi ngon. Nè. Đây cái này của các em cũng cắt luôn. Cái này chan nước cốt vô chắc ngon lắm mà. Dạ. Ôi ôi trái chuối ngon quá ha. Ôi nó hồng luôn rồi. Chuối rồi. Chuối này em ớt á. Em ớt cái mình nước cái cắt nó hồng. Cô hai. Đây cô cắt cho con. Vừa rồi có bánh tét vậy ha. Thơm quá. Mình chờ mình ướp trước vậy đó. Cắt nó nhỏ nhỏ dễ ăn bây giờ. Trời có khó luôn. Nóng hổi luôn nè. Dạ, cảm ơn cô hai nhiều. Rồi giờ chan nước cốt nè anh. Chan nước cốt vô. Chan nước cốt cho cô hai nè. Nè anh chan đi. Em chan trước đi. Gắt ít đậu phộng vô. Thấy ngon quá Bi ha. Dạ. Rồi, ngon quá. Rồi chị hai chan đi chị hai. Rồi. Chan đi. Chị thích ăn nước cốt nhiều nhiều à. Rồi chị thích nhiều à thì chan nhiều ăn đi. Đây cái nĩa cho anh. Rồi. Anh ăn nước lớn thì ăn lớn. Phải hết đậu phộng. Thích gì thì ăn đấy. Rồi mình gắp đậu phộng vô thêm con. Biết gắt không? Dạ gắt. Cho con miếng rồi. Dạ. Rồi. Quá. Cả nhà ăn. Mời cả nhà cùng ăn chuối, bánh chuối nếp nướng với mình nha. Mời cả nhà, con mời cả nhà. Nói mà lẹo lưỡi. Mời cả nhà cùng ăn. Mời con tiền tư ăn với con. Rồi ăn đi con. Ai? Ủa vậy dư cái nĩa rồi để nó đi. Cái giòn ha. Ngon. Ngon quá anh ha. Rất là được, có nhà ăn là quá ngon. Ăn nước cốt ngon. Thêm nước cốt nữa. Dễ quá một tươi. Cái này là ăn dính răng á. Dễ quá. Nướng cái da ngoài giòn. Làm công phu á mà ăn ngon. Nếp mình nướng lên nó giòn. Dễ quá. Nước cốt có lá dứa anh ơi. Để lá dứa kìa. Để lá dứa kìa. Để lá dứa cho thơm. Thêm nước cốt nhiều nhiều mới ngon đi. Dạ. Cô hai à, thích nước cốt nhập. Con cũng thích nhập. Thích thì ăn đây con. Cốt cho bánh lặn. Chuối ngọt. Nước kiểu mùi thơm. Chuối nếp nướng. Sao mình gặp mấy đứa mình gặp lá chuối chị nó về bánh gói bánh lá dừa à. Muốn ê một hồi không? Trời lá chuối hay bánh lá dừa à? Nó ngược hả? Vắt dưa đi chợ thấy người ta nướng người ta để là ngon lắm cái thèm. Mình làm gì thấy là làm chứ cũng chưa có ăn lần nào mới ăn được kia. Mình làm ra là còn nóng hổi là ăn luôn. Thế vậy mà chan nước cốt nó rút. Mình làm ăn chắc dễ hơn mua hơn tư. Chắc dễ hơn hả? Thì của mình vốn nhiều hơn con ơi. Mà mình của mình ăn là đã đời luôn.
chuối ấm ấm. Nóng hổi luôn. Mà này nóng lâu nguội á. Cái chuối trọng á, nóng lâu. Nó rút mà nó giữ nóng luôn hả? Nướng về trái chuối nó chín ngon. Em sợ nó không chín mà chín ngon. Nướng lấy lâu chân mà nướng từ từ có nước cốt ăn béo không đúng răng không gọi là chuối nướng là cháy ra chuối rồi lúc đó nó chín rồi. Sợ cái chuối nó không chín á, ăn cái nó chắc chắc mà ướt như vậy. Ừ. Em rửa nướng qua một cặp nữa cái vàng nữa. Chính hết trơn. Chính ở trong cái suối luôn. Thích ăn cái vỏ. Vỏ béo. Dứt hai trái rất no. Trái nào trên đấy bự hết biết không? Nói giờ anh tưởng đâu có làm nắng về chuối sống nha. Bị thường thường thấy chỗ mà người ta bán chuối nướng á. Người ta bán thứ này á. Mình đâu thấy đâu, người ta quấn sẵn rồi. Người ta đem ra người ta ngồi người ta nướng chứ người ta đâu có quấn tại chỗ được. Ta quấn sẵn nữa chưa. Món này con đi học về hết tôi bán nhiều lắm đó tư. Nói chung với khoai mì nướng rồi trứng gà nướng rồi á. Ở trường ngon hả? Dạ. Bán cho người ta ăn trưa đó gì? Dạ đúng rồi. Cái lề đường nó cũng bán. Buổi trưa nó nướng thì là mình thấy thèm đó. Giờ làm ăn đã luôn. Mình thấy cái này là hấp dẫn rồi, dầm tươi. Ăn khỏi ăn cơm luôn á. Dạ. Thấy ta bán cũng không dám ăn nữa. Thầy không biết ăn. Không biết ăn luôn. Bây giờ ăn đi con. Ăn đi hai vừa lắm đó, ăn đi. Để từ mai mốt muốn ăn rồi mua ăn được rồi. Mình làm là ăn đã đời luôn. Chứ là không biết không dám mua. Lần làm lần khó. Làm nhiều nhiều ăn chứ làm có hơn chút ít thì khó gì ăn. Ăn đi hai. Dạ không được cho hai nữa nha. Thôi cho cô hai nữa cá thôi. Cô hai về cho cô hai đem về cái chuối bự rồi thêm nắng cục bọc nữa ớt nếp bự nữa nó con đi chết con ăn luôn đi hai mới cốt nhiều đúng không. Ừ, cô hai tính mới cốt nhiều đúng không. Ừ, cũng gần dữ rồi ha. Nó phán rồi không có gì cho cho bán. Cô cũng thêm miếng nữa ngon quá à. Nóng hổi luôn. Bá chắc đắt lắm. Anh nữa thêm nữa nha, trời nó giòn. Ừ, để chừng nào nó mình cắt. Thôi nửa trái đi để thơm nhiều quá rồi. Thôi sẵn mình cắt ra thêm cho anh luôn nè. Cái này dễ ăn. Không, cái này mình để vậy nè, buồn buồn á. Không chờ cần nước cốt luôn. Cầm nguyên trái, cầm nguyên trái ăn luôn. Còn ngon nữa à. Này dễ ăn mà, giòn giòn ha. Cái gì thơm đậm cũng đầu chơi được nó màu.
chuyện với thơm mùi lá chuối. Ở đây người miền Tây mình ăn mắc cười lắm, nhiều công đoạn lắm. Nếp rồi đi nấu rồi nắng vô cái chuối nướng ăn vậy đó, công phu vậy đó. Lạ. Lạ hả Vi? Lạ. Món này đó giờ mới biết ăn nè. Có ai làm đâu. Em cũng thấy đã bán lại đường đường mà nó mua không? Vi chợ gấp giờ. Cũng thấy mà không gấp giờ rồi đâu có mua, đâu có ở đó mà ăn. Tháng ăn cá là no. Trong phù lâu chứ cái này tránh ra ăn trái đâu có vui tiền. Người ta bán cũng 5 à, chứ người ta bán chắc cũng 5.000 gì trái đó. 5.000 trái bán làm gì cực lắm. Nước cốt dừa rồi nắng rồi nướng nó công phu không chứ. Ăn này cũng đổ mồ hôi nhé. Ăn ngon mà. Thêm cái nữa đi Bi. Ừ, thân á. Thôi con ăn nữa rồi. Con cũng ăn no rồi. Như đây chị về cho chị về đem về ít trái hay đem về bánh ăn. Cho một Bi nữa, không cực khổ, phụ làm. Chia ra ăn. Còn nhiều rồi cô Tư. Cô Tư ăn. Mượn trái nữa rồi. Lần đầu tiên làm cái món bánh chuối nếp nướng này quá chừng ăn người có hai trái. Hai trái chẳng ngon quá mà ăn không nổi. Tại nó no quá trời. Làm bây sao? Giờ còn này chia nhau chị em mình chia nhau ra ăn. Rồi còn để dành chiều ăn nữa khỏi ăn cơm luôn. Ở nhà mình cũng ăn xong rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ kênh mình. Bye bye. Bye bye.